Để giải quyết nguồn cung ứng lương thực thực phẩm cho người dân trong thời gian thành phố tiếp tục siết chặt các biện pháp phòng chống dịch, từ ngày 27 tháng 8, quận Ngũ Hành Sơn đã tổ chức 4 điểm bán hàng lưu động ở 4 phường trên địa bàn với nỗ lực cung cấp các mặt hàng thiết yếu cho người dân trong những ngày tuân thủ quy định, ai ở đâu ở đó. Với phương châm 3 tại chỗ, quận Ngũ Hành Sơn đã chỉ đạo các phường chủ động tìm các nguồn cung ứng hàng hóa tại địa phương với các mặt hàng thiết yếu như thịt, cá, tôm, rau xanh và hàng khô. Các đơn vị hộ tiểu thương phải cam kết đảm bảo nguồn hàng về số lượng và chất lượng an toàn thực phẩm. Đặc biệt, nguồn rau xanh cung ứng tại chỗ đã giúp gỡ khó cho hộ nông dân địa phương trong khâu tiêu thụ và người dân được mua sản phẩm tươi mỗi ngày. Ban quản lý chợ cũng đã nhập về rất là nhiều mặt hàng tươi sống như là cá, thịt, rau củ quả, lái từ địa ngọt, đảm bảo về an toàn thực phẩm và cung cấp đủ cái nhu cầu cho bà con trên địa bàn. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, tiểu thương phường nào thì được bán hàng tại điểm bán của phường đó là người đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine, có 3 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, định kỳ 3 ngày xét nghiệm một lần. Tiểu thương bán hàng tuân thủ quy định về phòng chống dịch. Việc mua bán trao đổi tất cả được thông qua đầu mối của ban điều hành khu dân cư. Thời gian mua hàng diễn ra cả ngày với quy định khung giờ cố định cho từng khu vực dân cư, không để xảy ra việc chờ đợi lâu và thiếu hụt hàng hóa. Nguồn lương thực thực phẩm rất là đa dạng và đầy đủ, giúp cho chúng tôi là cung cấp được cái lương thực phẩm tới tận tay bà con, có lương thực để ở nhà, ở yên tại chỗ để mà hỗ trợ tốt trong cái việc phòng chống dịch. Rất là hợp lý, giá cả phải chăng này, đảm bảo cuộc sống cho người dân. Nên là các cấp lãnh đạo là tạo điều kiện mở những cái chợ như thế này để cho người dân, tổ dân phố họ tạo điều kiện hết sức mua cho người dân giá rẻ, bình ổn. Hiện quận mở bán 4 điểm tại 4 phường và tùy theo tình hình thực tế sẽ linh động mở thêm các điểm bán với mong muốn cung ứng đủ nguồn lương thực thực phẩm cho người dân trong thời gian đồng lòng tuân thủ cùng thành phố, ai ở đâu ở đó để kiên quyết bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng.